Cái nhà trang trí vô đây và mang bình nước với ly tách của chị Kim Ngân này lại đây. Như cái ly này, cái ly cũ ở nhà chị sao mọi người, cái ly này hồi trước của chị dùng á, gia đình nó cho thấy mẹ chị mang lại, cái này không phải ly mới đó. Mẹ mua bánh ở đây nhà, mới sắp lại phòng cho Kim Ngân ha. Dạo này Kim Ngân đi shopping dữ lắm mọi người ơi, nó mở cái tủ của chị quá trời quần áo đồ đạc chị mua, trời ơi chị chất đầy tủ luôn đây, chất trên này ha, quá trời giày luôn nha. Mẹ Kim Ngân nói rất đúng, Kim Ngân hay mua giày dép đồ đồ đạc hả, đồ gì cũng về đây rồi treo thôi. Nay phát hiện trên đó có 2-3 đôi giày luôn mọi người. Quá đồ đẹp tư trang luôn. Đây, cảm ơn một chị khán giả vừa tặng em một cái chậu hoa rất là đẹp nè, một cái loại sơn rồng mà có hoa. Nhà mới vừa ra đây tưới cây nè, chăm sóc cây nè, nó hồng nở. Ngày quà của chị Quyền. Chị Quyền ra hát đó mọi người. Chị Quyền ơi. Phát hiện chị Quyền ở nhà hát karaoke dữ thằng ha. Nè chị này, mẹ chị Kim Ngân gửi cho chị nè, với lại có một cái cô Thera Hoàng gì đó cổ gửi cho chị một lá thơ rất là dài tha thiết mấy trang nè, với lại những cái gì về 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 Chúa đó. Đó chị giữ. Hôm qua em qua đây mà lúc đưa Kim Ngân về mà em quên đưa chị. Dạ Liên phải không? Liên hay Thảo? Không phải Liên. Cô này cô gì đây nè? Chắc Liên em. Không phải. Cô này từ Florida. Tôi tên là Teresa. Teresa. Đây nè, thư của chị nè. Trời ơi, nãy giờ em dọn phòng bên kia em nghe chị hát ên nổi rồi. Không dám qua chọc sợ. Rô lên rô xuống mất mệt ấy. Chị hả? Em nghe chị hát mà không dám qua chọc sợ chị quê. Đâu hát được mà, hát gì nhạc đạo không mà, đâu gì đâu. Xin cảm ơn chị cô này cô. Ở trong này có nhiều cái dây về của đạo Công giáo anh chị đó. Đó, quá trời luôn nè. Hình ảnh bút của cô. Đó trong đó cái lá thơ đó. Chứ đọc nhé. Teresa về Florida. Thế gửi lời cảm ơn cô đã gửi cho từ nay nha. Qua dạ. Nha, phải là thư ha. Lá thư dài thấm thiết lắm. Ok thôi, để em chạy. Em chạy đi đón chị Kim Ngân, đi đón Nguyệt Cát nè. Cát lại được nhận quà của fan. Cát mừng. Cái gì vậy? Trời ơi, dạo này lấy áo con hết mặt nhiều gì bà. Đó, cái này không biết của ai tặng đây nè. Của cô nào tặng đây, đây mày coi coi. Đây là gì đây? Hình như gối con ớt luôn nè. Ôi gối con ớt. Đây cái tao đưa lại. Này, gối như... Không phải, con tháo ra đi. Không gối. Không phải gối nha. Phải. Mẹ nói không phải mà. Nữ hoàng áo xanh. Ủa Cát là thích màu blue chứ đâu phải thích màu green đâu ta. Thích màu blue luôn. À vậy hả? Thấy ai cũng gửi màu green cho Cát hết trơn. Gối chắc chắn luôn. Vậy hả? Gối nè. Gối nè, thấy chưa? Phải gối không bà già? Gối tôi thấy nè. Không phải. Cái gối đúng rồi, cái gối. Bà già Nguyệt Cát được cái gối nữa nè. Thế nghe hay gọi Nguyệt Cát là bà già nha mọi người. Con là bà già thì. Bà già thiệt không? Con biết nhiều thứ quá mà phải không? Mặc mấy cái áo thun này nhìn các lớn quá các. Trời ơi! Con mạnh ghê chưa? Con quá mạnh luôn. Các mới về rửa đống chén đó mọi người. Giỏi lắm. Đi học về mẹ sai đi rửa chén liền luôn. Trời dễ thương. Cái này đi máy bay được nè các. So nice. Ơi đã thì có đã. Mẹ.
thử đi đã. Ừ, đã, ok. Đã con thank you đi. Thank you fan của người khác. Nè, nè, uống cho nó đủ bộ luôn nè. Đó. Đó. Nó mê uống cái này nè mọi người. Năn nỉ mẹ cho uống hoài à. Trời chị Cát ơi, chị đi học thôi mà chị na hết nguyên cái nhà của chị đi gì luôn hả chị Cát? Ôi quà mới quà cũ gì. Ôi cái gì mà con sách đi qua nhà người ta nhiều quá vậy Cát? Kỳ quá hả? Kỳ không? Con thấy kỳ không? Không kỳ hả? Trời ơi, ếch xanh cũ, ếch xanh mới gì nó na hết nha quý vị. Rối rụng gì nó na luôn, sợ quá. Mày sợ con quá. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. À, cả nhà ơi, hôm nay thì là Nga có một cái hẹn với một cái cô bé này rất là còn trẻ. À, của một cái anh khán giả, ảnh coi YouTube của Nga thì ảnh không biết hình như là người nhà cô này hay sao mình chưa có nắm rõ, nhưng mà ảnh nói là cái cô này là còn trẻ và chưa có gia đình nhưng mà lại đi lang thang homeless bao nhiêu năm nay rồi, mấy năm nay, và cô ăn chay mà cô sống trên xe nha mọi người. Thì Nga thấy là Nga trò chuyện với cô thì cô nói là cô muốn ở trong một cái chùa nào đó mà có thể tiếp nhận cổ, thì cổ cũng có thể là lái xe được và phụ được việc trong chùa, với lại cổ ăn chay. Nhưng mà Nga chưa có gặp cái bạn này, nhưng mà Nga khi mà Nga điện thoại thì Nga thấy một hai lần cô này cổ có vẻ cổ có hơi cái dấu hiệu của người bị trầm cảm á mọi người. Tại vì cổ hay dễ giận hờn và dễ mặc cảm á. Tại vì cái hôm trước lúc mà Nga đi với Kim Ngân á, thì Nga hẹn với cổ 4 giờ xong rồi cái Nga lưu bu việc á, thì Nga muốn là cho Kim Ngân ngồi cái chỗ nào chơi thì Nga mới lại Nga giúp cổ, thì Nga mới nói là em ơi thôi chị hẹn em lại 5 giờ được không. Thì cổ nói ok, rồi xong cái cuối cùng cổ tự động cái cổ nói hình như là chị không muốn gặp em thì phải, thôi em ngại quá, em sẽ không gặp chị nữa. Nhưng mà lúc đó mình không để ý cái tin, rồi mình tới nơi thì là không thấy cổ nữa. Mình hẹn cổ ở Bồ Đề Tình Tâm Chai á, thì mình điện thoại thì tắt máy luôn. Rồi Nga nói rồi xong rồi, cái bạn này bạn chưa gặp mình mà bạn đang dễ giận dễ hờn còn hơn Kim Ngân nữa rồi. Cái mình mới nói thôi chắc không giúp được, vì mà không biết sao á, bữa sau thì mình, nhưng mà mình vẫn nhắn tin đó là chị tới nơi chị tìm em nhưng mà không thấy em, thôi chị đi về. Thì bữa sau cũng là nhắn tin, ô vậy là chị muốn gặp em hả? Thì bây giờ em lại muốn gặp chị rồi, tại em nghe nói chị là một cái người rất là nổi tiếng đó. Trời ơi, thì mình mới nói là không, nổi tiếng quan trọng, cái quan trọng là chị đến chị coi trường hợp của em á, có thể giúp chị được cho em hay không. Xong cổ lại hẹn Thúy Nga hôm nay là ra My Square Park ngồi, mà Nga hẹn 5 giờ lần mà 3 giờ mấy cổ ra. Rồi xong cái mình ra đây đúng 5 giờ thì điện thoại tắt máy, nãy giờ Thúy Nga ngồi đây chờ nửa tiếng đồng hồ luôn, thì là tự động cổ mình gọi qua cũng được, tự động cổ gọi lại cổ nói em cũng mới vừa tới đây rồi, thôi bây giờ chị vào đi rồi chị em mình gặp nhau nói chuyện. Nói chung những cái trường hợp mà mấy bạn mà đi lang thang á, mình rất là lo nha quý vị, kiểu đi lâu ngày á, nó có cái một cái tính nó ngộ nghĩnh lắm, hay mặc cảm với đời đủ thứ chuyện hết. Mà hôm nay Nga đi gặp bạn này tên Đoan, mà Nga cũng phải tránh, không có cho Kim Ngân đi chung, tại sợ Kim Ngân thấy rồi Nga lo cho người này người kia rồi lại dễ giận dễ hơn á. Ngày mai thì Nga bay xô rồi, nên tranh thủ Nga giúp cái bạn này, Nga kêu gọi cộng đồng mạng mình coi thử là cái trường hợp bạn này như thế nào ha, để mà mình giúp cô ta. Bây giờ là Nga sẽ vô ha. Đẹp quá mọi người, nay bầu trời rất là xanh trong ha. Mai thì Nga lại bay qua Boston để đi làm chương trình trở lại show đầu tiên ở tại Mỹ. Ôi cha, hơn một năm trời rồi mới biết show chậu là cái gì đâu quý vị. Bữa giờ cũng có nhiều show mời lắm nhưng mà cuối cùng tới giờ chót họ cứ hoãn không, tại vì họ nói dịch Covid vẫn chưa ổn nên họ không có dám làm show.
họ sợ không có khách rồi không có khán giả rồi đó. Bây giờ bắt đầu nó vô mùa hè rồi đó, nên là hả, cây cỏ đồ ra đẹp mọi người. Lâu lắm mới ra lại Times Square Park. Đi đây mới nhớ cái đợt trước Covid á, Nga với Leon với Vũ Quang Vinh chiều nào cũng chạy ra đây để đi exercise, đi xe đạp. Nhưng mà từ ngày mình vô cái chương trình giúp đỡ những người vô gia cư tới giờ là Leon thì vẫn đi, Vinh thì bận buôn bán, Nga thì hết đi luôn. Đi bữa được bữa mất ha. Nè, cá thì mê cho vịt ăn dữ lắm. Mày nói mẹ mua bánh mì ra đây cho vịt ăn nè. Bây giờ mẹ cũng bận quá, không có đưa ra đây chơi. Vịt đây là nuôi tự nhiên nha quý vị, mà không ai dám bắt đâu. Bắt đi là phạt tiền nặng lắm luôn. Mà nghe đồn có nhiều người cũng lén lén nha, bắt về rồi làm tiết canh đồ, nấu cháo vịt đồ ăn đó nha quý vị. Vịt nó ngồi đắp trứng nè. Giờ ra tới đây rồi là không thấy cô gái ở đâu nha mọi người. Điện thoại thì tắt máy luôn. Đoan ơi! Ơ! Trời ơi! Em ơi! Chị gọi em tắt máy, chị hết hồn hết vía luôn. Chị nói chắc em chơi trò cút bắt trò chơi với chị rồi. Đây trước mặt Nga là một cô gái nhỏ nhắn. Mặc đồ tu luôn hả? Chị là chị Thúy Nga nè. Đoan Đoan là năm nay Đoan bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 72 chị ạ. 72 hả? Là tuổi Tý hả? Là nhâm Tý phải không? Dạ đúng. Ủa sao chị biết hay vậy? Thì chị biết chứ, chị biết tuổi nào con gì mà. Nhưng mà em làm đã có bao giờ có gia đình chưa? Chưa có gia đình. Bây giờ chị đang muốn lấy profile của em phải không? Chị đang nói chuyện với em á, chị vô cho tự nhiên. Sorry, cái này sao mà nói chị em được. Thúy Nga phải xưng em với chị đó. Thúy Nga nhỏ tuổi hơn chị nhiều. Thiệt á hả? Thúy Nga nhỏ tuổi hơn Đoan nhiều. Ủa thiệt á? Thiệt. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nga còn nhỏ xíu à. Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị hả? Thúy Nga nhỏ tuổi hơn chị nhiều. Đi mình đi ra đây nào. Đoan, mình đi vô trong cái cầu này nè. Đi qua cái cầu này sẽ có một cái chỗ ngồi rất là mát mẻ ha. Đúng rồi. Nga là Nga với Đoan nói chuyện ha. Trời ơi, Đoan nhỏ bé của mọi người ơi. Chị Đoan ơi. Dạ. Rồi chị đi lang thang như vậy rồi chị ở trên xe bao nhiêu năm rồi? Em ở trên xe từ năm 2014 á chị. Năm 2014 luôn hả? Ủa gì dễ sợ vậy? Là năm 21 có nghĩa là em chết người rồi phải không? Chết rồi, Thúy Nga chết người rồi. Sợ hả? Nếu mà sợ lát nữa Thúy Nga đeo khẩu trang. Không phải, tại vì chị chưa chết người. Ủa là Đoan chết chưa? Chưa, chị chưa chết. Là Đoan muốn chết không? Em đưa chị đi chết. Em là em có quen nhiều nơi lắm. Chị đến chết mà nói cái là chị vô chị chết người liền luôn á. Vậy thì tốt thôi. Thích không? Thì đợi Thúy Nga đi show về đi rồi Nga sẽ đưa chị đi chích ngừa nha. Wow. Anh Dũng mà giới thiệu chị Đoan là cái gì của chị Đoan vậy? Anh cousin. Cousin hả? Yeah. Nhưng mà bây giờ Đoan là còn cha mẹ hay gì nữa không? Còn ba còn má chỗ này. Nhưng mà em không có em không có gia đình, em không có con, em không có chó, em không có mèo gì. Không là không có gì hết. Không có gì. Nhưng mà tại sao lại không sống với cha mẹ với anh em trong nhà mà lại đi lang thang vậy? Tại vì người chị có gia đình rồi. Không bao giờ ở chung á.
vậy hả? Ok, thôi mình đi vô trong này đi rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn ha. Đi vô trong kiếm chỗ ngồi mình nói chuyện nhiều hơn. Cái này em đăng lên chỗ nào vậy? Đăng trên kênh YouTube của Thúy Nga, Thúy Nga Channel. Thì Đoan muốn giúp đỡ thì là bữa hôm Đoan đã nói rồi đó, Đoan sẽ đồng ý cho Nga ghi hình và Nga chia sẻ trên cộng đồng mạng thì người ta coi người ta mới giúp được Đoan chứ. Người ta sẽ giúp cho Đoan nhiều lắm á. Nên Đoan yên tâm nha. Nha. Một là người ta sẽ giúp tiền, hai là người ta giúp chỗ ở. Và thứ ba là cái nguyện vọng của Đoan thì muốn về một cái chùa nào đó ở thì biết đâu chùa nào họ nhận Đoan sao? Đúng không? Vừa đi nói chuyện thư thả mà vừa đi bộ gì nè. Nó cũng giải stress cho mình á. Đoan có muốn lễ Phật đản này tới chùa làm lễ không? Đoan có đi hay đi chùa nào, chị đi chùa nào làm lễ không? Ủa nhưng mà tại sao chị theo đạo Phật mà chị không đi đến chùa nào làm lễ? Chị không có quen chỗ này nhiều. Nhưng mà chị ăn chay là bao nhiêu năm? Chị ăn chay từ lúc 25 tuổi rồi. Vậy hả? Ăn chay từ lúc 25 tuổi mà lại không đi chùa? Đi đó, y gặp thầy Hằng Trường đó. Gặp thầy nào? Em có tu theo thầy Hằng Trường không? Thầy Hoàng Trường là thầy nào Nga không biết. Ủa, em không biết hả? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Ủa nhưng mà sao biết anh Dũng? Thì anh Dũng là người gọi cho Nga thôi. Có lẽ là anh coi chương trình của Thúy Nga trên Thúy Nga Channel đó. Thì anh điện thoại cho Nga là nhờ Nga giúp cho Đoan. Vậy thôi. Vậy hả? Trong này có cái xe để mà thuê để đạp vòng vòng nè mọi người. Bữa nào chắc thuê xe này rủ Kim Ngân đi vô đây chơi quá. Kim Ngân đạp vòng vòng. Kim Ngân là ca sĩ hả? Kim Ngân là ca sĩ Kim Ngân. Ca sĩ Kim Ngân nay cũng hết lang thang rồi, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Ủa tại sao lại lang thang vậy? Ca sĩ mà tại sao lang thang? Trời ơi thì đó, ca sĩ mà người ta thích lang thang, người ta lang thang chứ giờ biết sao giờ. Lang thang tới 30 năm rồi giờ mới có chỗ ở ổn định á. Mà phải có người thuyết phục á mới chịu vô, chứ còn không ai thuyết phục là chắc cũng còn lang thang tiếp quá. Ủa tại sao vậy? Thì cái cổ cũng giống như Đoan vậy đó, thích lang thang vậy đó. Nhưng mà Đoan hơn cổ là Đoan có cái xe, còn cổ không có cái xe luôn. Nè, cái ghế này ngồi đẹp nè, giờ Đoan. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì Nga hẹn với Đoan nói chuyện mấy lần rồi. Thì cái này là chương trình của Nga, thì có một cái anh nào đó tên Dũng, anh đã gọi cho Nga và anh nói là hãy giúp cho Đoan. Thì Đoan đi lang thang cũng lâu rồi. Mình ngồi đây, khung cảnh đẹp quá ha. Đoan là họ tên là cái gì Đoan vậy? Đoan, họ Lê. Là Lê Đoan hả? Dạ. Lê Đoan. Ba mẹ của Lê Đoan hiện tại còn ở đây không? Có ở đây. Ba mẹ chị. Nhưng mà Đoan đi lang thang vậy lâu lâu Đoan có phải về nhà với gia đình không? Cũng mới đây có tới lại một lần. Nhưng mà lý do gì tại sao Đoan đi ra khỏi nhà? Đoan giận gia đình hay là Đoan thích như vậy, hay là Đoan khái niệm về nào? Tại vì chị không có muốn, chị cũng có tiền nhưng mà chị không có muốn phòng được. Bây giờ nhờ em á, nhờ tất cả. Coi như là Đoan chỉ muốn tìm người nào một phụ nữ ở chung với anh trai mà tu. Anh trai Trường hả? Rồi ok. Sau khi thuyết phục Đoan thì Đoan đã chịu tháo khẩu trang ra rồi nha mọi người. Đoan nói là Nga có sợ Covid không? Nga nói Nga đâu sợ, Nga tiêm rồi. Bây giờ là Nga sẽ, chị còn cái driver license không? Lát nữa không? Lát nữa chút xíu đi. Chị đưa cho Thúy Nga ha. Nga sẽ gửi thông tin này, Nga giúp cho chị khi Nga đi show về là Nga sẽ cho chị đi chích ngừa Covid nha. Nhưng mà chị cần cái chỗ ở trước, tại chị của chị nói là không. Bệnh đó. Đúng rồi. Bây giờ em hỏi chị nè, đó là em nói cái thông tin đó thôi, nhưng mà em sẽ đi tìm phòng với chị gốc liền. Chị là chị có tiền gì? Chị nói hiện tại chị đang có tiền gì? Chị có tiền disability. Là một tháng chị được nhiêu? Một tháng ha, chị được 1,200. Một tháng 1,200 mà tại sao không đi thuê phòng từ ngày đến giờ ta? Tại chị chưa tìm được chỗ. Tại vì đi tìm chị trước, chị đi tìm người Việt, bán người Việt đó. Chị cũng tìm cái bán người Việt thì cũng cái price thì ok. Chị afford được coi như khoảng chừng 550. 550, 500, 550 thì chị ok. Nhưng mà không, chị không có thích ở chung với là những người mà chị không biết tiếp nhất. Giờ mới được disability khoảng chừng vài tháng. Là mới xin được vài tháng nay thôi. Yeah. Ủa gì trước đây nếu mà vậy thì chị lấy tiền đâu chị tiêu?
Người nhà giúp. Chị không về với cha mẹ. Chị có mấy anh, có mấy anh chị em? Chị có chị một người chị. Mà tại sao chị với người chị đó có thân nhau không? Thân thì không phải là thân hay không, nhưng mà chị coi như người chị đó là giống như là một người mà chị không có người chị đó chắc chị không tới bây giờ đâu. Trước giờ chị có người yêu chưa? Người yêu? Chưa luôn, chưa bao giờ yêu ai. Rồi trước đây chị học về trường gì, ngành gì? Chị hả? Chị thích đủ thứ cho trơn lắm. Chị có vô nursing program rồi. Chị có đi, chị có cái bằng, gần có cái bằng, coi như chị có cái bằng preschool rồi đó. Chị có bằng preschool. Chị coi như dạy mẫu giáo preschool. Rồi hồi trước đó đó thì chị vô chị cũng tập cái tánh chị lang thang rất là nhiều chỗ trong mấy cái ngành ấy, tại vì chị thì chị trước á thì là chị đi chị theo bạn đó thì chị học nursing thì chị cũng waiting list. Thường thường mấy chỗ đó lúc mà trường học thì đứa nào cũng kêu ok, nhiều đứa học nursing thì mình cứ vô nursing thôi. Thì mình cũng đi theo, thì chị vô waiting list, thì chị cũng vô nursing program, nhưng mà chị không có thích. Vô là chị biết chắc chị không có hợp, chị đi ra. Thì chị quit cái program. Chị học được đó. Mấy năm thì chị đi ra? Chị không có học được lâu. Chị học được, chị vô được đó khoảng chừng mấy tuần là chị quit, chị biết là không xong rồi. Nhưng mà ngày xưa chị đi học á, chị học giỏi không? Chị học ok. Học ok. Rồi tổng cộng chị học tất cả bao nhiêu ngành nghề rồi? Chị học á. Từ đó ha, xong rồi chị đi, chị cứ tìm tòi tùm lum tùm la hết, rồi xong chị thích preschool. Tại vì thích cái đường đó. Rồi xong rồi chị có cái bằng đó chứ gì? Rồi xong rồi chị, nhưng mà chị nghe cái bằng đó khoảng chừng làm được mười mấy đồng, 90 đồng mà. Cái chị buồn quá, chị bỏ nữa. Chị kia chắc không sống không nổi, chị đi. Chị đi qua cái gì đó interior design, qua design nữa. Chị qua design, chị qua cái ngành nghệ thuật, học nhiều rồi. Xong học ngành nghệ thuật được nhiêu năm? Khoảng chừng được mấy năm chị cũng nhớ đó, nhưng mà chị vô được hay là không hả? Chị cũng bắt đầu chị lấy đó, nhưng mà cái ngành đó thì cái gì nó cũng đòi hỏi hết, nhưng mà nó phải đòi hỏi vẽ giỏi nè, cái ngành đó đòi hỏi rất là nhiều. Nhưng mà chị vẽ không giỏi nên chị ngưng nữa. Giỏi chị không có chuyên gia căng nha. Cái sự chọn lựa mình nó nhiều quá, nó rối á, cuối cùng tới bây giờ là mình không có nghề nghiệp luôn. Nếu mà bây giờ chị trở lại ha, mà chị không có đi làm nữa đâu, nhưng mà chị nghĩ á, chị nên stick với là cái preschool. Tại vì chị thích cái gì mình đi, mình thích hay là chị, nếu mà chị thích làm với lại trẻ em cái gì thì có thể chị đi dạy học tụi nó một thời gian, xong chị qua cái ngành gì speech therapy assistant thì có tiền. Năm nay chị cũng lớn tuổi rồi đó, mà hiện tại cái bằng cấp trong người chị là bằng gì? Bằng mà để có thể đi làm á, để sẵn đây em làm này, để em giới thiệu việc làm cho chị nè. Preschool. Chị có bằng preschool. Rồi ok, rồi xong cái màn này đi ha, rồi tới cái màn thứ hai nè, là chị thích cái chỗ ở làm sao. Bữa hôm sao em nghe nó anh Dũng nói là chị muốn vô chùa ở, chị muốn ở trong chùa, chị phụ chùa rồi chị ăn chay rồi chị này nọ. Nếu mà được thì sao cái mai mà chị có phụ làm công quả cho chùa nào chưa? Chị có làm cho chánh tâm, phụ làm công quả chính thức thì không, nhưng mà chị thích chánh tâm. Bây giờ có bao giờ mà nghỉ ăn chay lâu năm gì, có muốn xuất gia không? Muốn đi tu không? Chị muốn đi tu chứ. Muốn đi tu hả? Đi tu. Chị bây giờ nếu mà giả dụ như giữa mà em chọn lựa cho chị cái chùa, một cái chùa nào đó họ nhận chị đi, chị đến họ ở, chị giúp đỡ chùa, rồi chị làm công quả đó, cũng có thể là chị được nhận lương nữa không chừng á. Chị được nhận lương của chùa. Rồi người ta lo cho chị cái phòng gì đó,
hoặc là chị đi ra ngoài chị thuê một chỗ ở thì em kiếm phòng cho chị, thì chị thích option nào? Hai option này chị thích option nào? Chị thì chị thích ở chùa, chùa Chùa Ni á. Chùa Ni phải không? Chùa Ni, chị thích Chùa Ni rồi, ok. Đúng. Chị ăn chay niệm Phật. Tụng kinh có thuộc kinh gì không? Thuộc bài gì? Chị giỏi nhất là chú Đại Bi. À, chú Đại Bi là thuộc lòng. Chú Đại Bi chị thuộc lòng đó. Rồi Bát Nhã Tâm Kinh. Ủa, sao em biết vậy? Thì em đạo Phật mà. À vậy hả? Rồi 12 bài chú, chị biết bài nào không? Chú Dược Sư hay là có nhiều bài chú đó, chị thuộc bài chú nào không? Chị thì cũng thì đọc tới đâu, giống như là chị biết à, Thất Phật Dị Tội Chân Ngôn nè. À thì tất cả những bài chú nhỏ như Vãng Sanh, chú Vãng Sanh quyết định chân ngôn hả? Rồi em hỏi chị nè, chị thuộc chú Đề Bi phải không? Chị tụng một bài cho em nghe đi. Em chị chú nguyện đi. À vậy hả? Ừ. À, ok. Thì thôi. Đọc á thì chị thuộc nhưng mà chị thích mở sách hơn. À sao? Chị vẫn thích mở sách hả? À, chị muốn sao cũng được. Thì em thì em không cần đọc sách. À vậy hả? Nhưng mà em biết, coi như em biết Chùa Ni hả? Chùa Ni em biết nhiều lắm. Ồ, vậy hả? Ở đây Chùa Ni em quen nhiều lắm. Thiệt hả? Chị muốn đến Chùa Ni nào em giới thiệu chị. Các ni cô ở đây là em quen hết. Chị thích Thiền Viện Chân Giác lắm em à. Thiền Viện Chân Giác phải không? Rồi ok, em nốt vô cái tên là chị thích Thiền Viện Chân Giác phải không? Đúng rồi. Em sẽ liên hệ với một sư cô trên Thiền Viện Chân Giác, nói hỏi sư cô có nhận chị hay không, ok? À ok. Ừ, rồi ok. À, chị mừng quá hả? Dạ. Thiền Viện Chân Giác em à, theo Hòa Thượng Thanh Từ á. Nếu mà chị muốn á, chị nghe Hòa Thượng Thanh Từ cũng nhiều rồi. Bây giờ á, em là Hòa Thượng Thích Thanh Từ là người đặt pháp danh cho em đó. Hiểu hả? Ừ. Má của chị là cũng đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Ừ. À, em pháp danh gì vậy? Trơn Hòa Bích. Trơn. Chị có pháp danh chưa? Thì chị tu theo thầy hằng trước. Vậy hả? Thầy là tu về cái gì? Mật tông hay tịnh độ hay là tu thiền hay là tu theo kiểu gì? Thầy là triết lý hoan nghiêm. Em không biết nha. Chị chưa có pháp danh hả? Pháp danh hả? Chị thì chị pháp danh chắc chị phải ấy lại, tại chị nhiều pháp danh quá, giờ chị không biết lấy pháp danh nào phải không? Có nhiều người vậy, em nói thiệt. Thì chỉ có hai pháp danh thôi. Đó chưa, thấy không? Em đọc vị được liền. Pháp danh thứ nhất tên gì? Pháp danh thứ nhất của chị á là Nguyên Hương. Ừ, tại ở Việt Nam. Ừ. Pháp danh thứ hai. Pháp danh thứ hai qua đây thì mới gặp thầy Hằng Trường thôi, là Thân Nghiêm. Là chị qua Mỹ năm chị nhiêu tuổi? Năm chị 1982 hay 83 gì đâu đó. Chị đi qua đây với diện gia đình nè, theo diện gì vậy? Nhớ HO hay là gì nữa. Em biết nhân từ HO không? Cuộc đời của chị á, có ai làm cái gì cho chị sốc mà chị buồn không? Chị thì dĩ nhiên rồi. Ai? Bây giờ chị khai thiệt đi, là ai đã làm cho chị buồn mà khiến chị phải đi lang thang luôn vậy? Chị kể thiệt cho em nghe đi, em sẽ giải tỏa tâm lý cho chị. Rồi, bây giờ giải tỏa tâm lý hả? Trừ khi nào em là bác sĩ tâm thần thôi. Em không bác sĩ tâm thần, nhưng mà em gặp những cái trường hợp như vậy nhiều lắm rồi. Chị là mặc dù chị lang thang năm nhưng mà chị cũng đã bị rồi, nhưng mà chị bị nhẹ, chị còn cứu được đó. Chị còn cứu được. Em thấy chị trầm cảm nhiều thứ lắm. Các cách nói chuyện với chị trên phone, với lại em hẹn hò chị rồi, là em thấy chị hơi có vấn đề lắm luôn á. Vậy hả? Thật sự. Thì đúng rồi, chị hơi có vấn đề về tâm lý lắm á. Thôi bây giờ chị lấy bài kinh chú Đại Bi đi, em chị tụng thử đi, em nghe tiếng chị tụng kinh sao rồi em sẽ nói chuyện tiếp với chị. Hay là bây giờ nè, tụng Na Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đi. Được. Chị muốn tụng bài chú nào cũng được, em cũng nghe được hết, bài nào em cũng biết hết. Nhưng mà cái này chị không có thuộc lắm. Ok, chị không thuộc thì chị cứ lấy sách. Chị phải dở sách ra thôi. Chị lấy sách ra rồi chị đọc đi. Tại vì chị thì chị tu theo thầy Hằng Trường thì... Tu mà tu nhiều quá ông tẩu quả nha. Em báo trước chị biết, tu vừa vừa thôi, bớt tu lại đi.
Giờ quan trọng là em thấy chị bớt tu lại đi. Chị bớt quan niệm về cái gì đó trong cái đầu chị lại đi. Chị giải tỏa hết đi là chị sẽ thoáng cái đầu chị ha. Ok. Dễ thương ghê. Bà này chắc phải cho đi theo tôi chắc 1 tháng may ra mới mở lại cái não. Tôi lo lắm, tôi gặp tôi thấy lo lo. Rồi. Mới nãy còn hỏi Kim Ngân là ai. Ủa tại sao Kim Ngân là ca sĩ mà đi lang thang vậy? Chị đâu biết. Tiếng cỡ cũng đó. Rất là ngây thơ. Ok. À, chị rất là ngây thơ. Chưa bao giờ yêu hả? Chưa bao giờ có người yêu hả? Không, chị không có. Chưa bao giờ có một nụ hôn đầu đời với người đàn ông nào hả? Nụ hôn đầu đời mà tình yêu hả? Không. Có không? Chưa luôn. Ê, có khi nào bà không có, chưa có ai yêu cái bà bị gì luôn không ta? Không. Giờ phải có người yêu đi. Ờ, thông cái đầu ra. Không, thì chị kể cho em nghe cái này nè. Chị á, thì chị chị sao? Chị thích đi tu thôi. À, chị thích đi tu đó. Trả lời cho mình rất là chậm rãi và từ tốn, dễ thương. Ai cắt tóc cho chị đẹp vậy? À, chị cắt mình thôi. Chị tự cắt đó hả? Really? À, thì chị cắt nè. Sao bên chị này, cắt được? Bên này cái phía sau này chị quay đầu sau này chị xoay. Trời ơi, chẳng lẽ chị tự cắt cho chị mà đẹp vậy hả? À, chị có học cắt tóc không? Không. Ủa mà chị tự cắt cho chị đẹp vậy đó hả? Dễ tới đâu có đâu. Không, cái quan trọng là chị lên cái tầng phía sau á, chị lên cái ót chị rất là đẹp, giống như là phải có một cái người nào thợ cắt tóc thiệt người ta mới tỉa được cái đầu gì chứ chị tự cắt sao cắt được. Chị tự cắt. Vậy là chị cũng có tài năng. Cũng tập. Tập nè, bên đây nè. Tại chị không có kiến mà chị cũng có gì rồi, cho xong. Chứ. Mấy người mà có tài năng là đầu nó cũng hơi có vấn đề. Tự cắt tóc được. Ôi cái dạng chị em tiếp xúc nhiều lắm. Ờ vậy tới hả? Chị là N, thứ người N rồi. Nên em người sẽ từ N từ. Người N là người gì chị? Là giống như là tới nhiều người quá người rồi đó. Là thứ N lần đó là nhiều người như vậy quá rồi đó. Nên đến với chị là em không. Em chỉ cần nghe điện thoại là em biết chị có vấn đề rồi. Thôi tụng kinh. Okay, bây giờ ha. Tụng kinh đi. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Quán thiên tài mười tám thành thâm bát nhã ba la mật đa. Tới chi kiến hành giai khổ. Độ nhất thiết khổ ấm. Xá lợi sắc bất dị. Không không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Họ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thiện như pháp khổ. Sinh bất diệt bất cấu bất tịnh thân bất giả. Thiện cố không có một vô sắc vô thái. Vô nhận thủy thị đấu thân thủy vô sắc giới thủy thủy xuất pháp. Vô nhận giới nạo trí vô ý thức giới. Vô vô minh diệt vô minh tận. Vô lã tử diệt, vô lã tử tận, thấy không? Em đâu cần nhìn sách đâu, em không biết tới đâu. Tập nhiệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề tác đọa, thiên bác ba la đa cố. Tâm vô quán não, vô quái hại cố. Vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng. Cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật. Thiên bác nhã ba la đa cố. Đắc ba la đa la tam hiệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa. Thị đại thần chú hả? Thị đại minh chú. Thị vô thượng chú. Thị vô đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ. Khổ diệt. Chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú biết. Yết đế. Yết đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha. Yết đế. Ba lần. Yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề ta bà ha. Yết đế yết đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề ta bà ha. Rồi. Chị ít vô chùa tụng kinh lắm phải không? Chị ít vô chùa. Tại vì tụng, em nghe tiếng Tàu cũng nữa hả? Đi qua tới tiếng Tàu luôn rồi. Chị tiếng Tàu. Em nghe chị tụng kinh là em biết chị cũng ít vô chùa tụng kinh lắm, tại vì theo nhịp điệu của tụng kinh đó, người tụng chuyên nghiệp hay là người hay đi chùa tụng kinh người ta tụng rất là lẹ. Rồi đúng rồi. Chị thuộc tiếng Tàu không? Chị thuộc tiếng Tàu chú Đại Bi. Rồi. Vậy hả? Vậy chị tụng bài chú Đại Bi tiếng Tàu cho em nghe đi. Thôi rồi. Tại vì em thấy chị cũng hơi có vẻ thiên tài mà em muốn coi cái thiên tài của chị là gì đó.
Bây giờ chị đọc một đoạn chú Đề Bi tiếng Tàu cho em nghe thử coi. Nam mô ta. Đại khái nhỉ. Nam mô ta Bi Quan Sư Yin Phu Sa. Nam mô ta Bi Quan Sư Yin Phu Sa. Tiếng Tàu là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Dễ thương. Là chị, tại vì chị theo thầy Thanh hòa thượng thầy Thanh Trường thì ra coi như Thanh Trường thì lúc đó thì tụng tiếng Tàu, thầy tụng tiếng Tàu không nghe. À vậy hả? Thì chị một tuần là chị đến chùa khoảng bao nhiêu lần để chị tụng kinh với lại chị nghe pháp giảng của thầy hay như thế nào? Bây giờ thì thầy không còn tu theo, không có chùa nữa, nhưng mà thầy có sinh hoạt với lại Từ Bi Phụng Sự. Em có nghe Từ Bi Phụng Sự không? Không. Ủa vậy hả? Dạ. Nói chung là em cũng ít thời gian để xem những chương trình như vậy lắm. Sorry thầy với lại sorry chị. Đó gì đó. Thì chị chừng đó thôi. Coi như là chị ăn, coi như là chị nói, coi như là chị ăn chay từ lúc 25 tuổi. Rồi chị đi chùa rất là sớm. Coi như là chị biết chùa từ lúc khoảng chừng chị đã coi khoảng chừng 13 tuổi chị qua đây ha. Coi như là chừng coi như là 12, 11, 10, 9, 10 tuổi là chị đã biết chùa rồi. Chị biết chùa từ lúc mà chị còn nhỏ lắm rồi. Thành ra chị mới đi, chị đi chùa hoài thôi. Ở Việt Nam thì chị giống như là second home chị. Ok. Ở nhà chị có ai theo đạo Phật không? Má chị theo. Má chị là người tu. Là mẹ chị ăn chay không? Mẹ chị không ăn chay. Dạ. Ủa, trời biết tiếng Việt luôn hả? Con trai hay con gái vậy? Con trai. Con trai mà sao để tóc nãy giờ tôi tưởng baby gái không à? Mới cắt tóc của em à? Vậy hả? Tóc dài lắm hả? Mấy bữa dài lắm. Mấy bữa dài hơn tóc của em. No, I look your daddy. Thank you, em. My wife gonna be very happy. Yeah. She watch your show every day. Yeah. Là coi mỗi ngày hả? Yeah. Dạ, cảm ơn anh. Bye nha. Dạ. Có bà xã anh đâu? Bà xã ở nhà. Vậy hả? Dạ, dạ. No, I say bye con. Bye con. Con có coi show của con không? Có, ở nhà coi luôn. Nó biết cái gì mà nó coi trời. Nó không recognize được. Okay. Dạ, thank you anh. Thank you. Wow, nổi tiếng quá vậy. Bây giờ mới mở vô Thứ Nga Channel để xem đó. Trời ơi là trời. Coi đi rồi để biết là em giúp mọi người như thế nào ha. Tại sao cô đi dữ dữ vậy? Thì bây giờ em hỏi chị tại sao chị đi, chị trả lời em trước đi rồi em trả lời. Tại vì chị không có người tìm nhà được thôi. Chị không có bà con ai hết trơn ở đây á, ngồi bình ngồi mà chị. Nhưng mà chị có điều kiện mọi người giúp chị mà tại sao chị không tìm nhà ở? Thì tại vì chị ngủ ngoài đường, chị có bị nguy hiểm không? Có bị đàn ông người ta đến người ta làm gì chị, hay là chị có bị gì không? Có bị quấy rầy chưa? Trời, người đi tứ tán hết trơn. Chị đi, chị cũng tìm thành phố đàng hoàng, chị tới. Chị tới nhà. Rồi tắm rửa, tắm ở đâu? Chị đâu có tắm đâu. Trời ơi. Em thấy hôi không? Không. Okay. Bao nhiêu tháng chị mới tắm một lần? Chị không tắm lâu rồi. Không tắm bao nhiêu lâu rồi kể nghe coi. Sao bà làm tôi hú hồn hoài vậy? Thì đúng rồi, nhưng mà em có thấy hôi không? Không. Thì đúng rồi. Kim Ngân đi lang thang lâu năm mà còn không hôi, mà nhìn chị còn tỉnh sao chị hôi được? Mà công nhận chị nhìn. Tại sao mà chị không có nhìn? Tại sao chị cũng bị? Ngày xưa chị cũng nhẹ nhẹ như chị á. Mà đi thời gian, chị đi thời gian nữa mà em không cứu chị là chị cũng cỡ Kim Ngân luôn. Em nói thiệt. Vậy thôi em cứu chị đi. Em cứu chị đó, em nói thiệt. Vậy em gặp đây để em cứu chị cảm nè. Cảm ơn cho em nha. Em sẽ mở cái não chị ra lại cho chị vui vẻ lại đi. Em thấy chị là cũng dạng mình một cái dạng trầm cảm nặng á. Chứ không phải đơn thuần đâu. Cười cười vậy thôi chứ bất an dữ lắm. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Tâm nào cũng bất an đủ thứ đúng không? Đúng
nhưng mà cái sao gan vậy, đi ngủ ngoài đường rồi ngủ trong xe rồi rồi không sợ cướp bóc đàn ông đến nó hãm hiếp nó làm gì mình hết trời. Đêm ngủ ở đâu kể nghe. Cái đêm coi như là em chị nói cho em biết đó, chị lên đôi vai nó hồi sáng em chị ngủ ở vai ngủ ở vai nhưng mà ngủ chỗ nào? Coi như là chị cứ đi vòng vòng chị phạt thôi. Chị ngủ đẹp được không, ban đêm chị ngủ được không? Ngủ ngon thì ngủ trên xe. Ngủ trên xe. Rồi tắm thì lâu lắm rồi chưa tắm là lâu lắm là nhiêu khai thiệt á. Thành ra chứ không thôi là chị đi cái mấy cái fitness 24 fitness thì tắm thì không có bị gì hết thì cũng ok nhưng mà sau này 24 fitness nó bị coi như nó sập cửa đó. Thì chị không có chỗ tắm nữa, ngày xưa chị vô đó chị tắm. Ủa vậy một tháng chị vô đó chị phải đóng tiền hai mấy đồng tháng đúng không? Là chị đóng qua năm suốt tháng để vô đó tắm với lại exercise. Cứ như chị của chị á, tất nhiên á hồi trước á chị ở chung với lại chị cũng đi xe phòng, nhưng mà từ ngày chị mất job thì là chị không tìm job được nữa. Thì là chị tới chị ở với má chị. Nhưng mà má chị thì sau này má chị cũng bị bệnh tâm thần. Ô bà má chị bị rồi. Má là má chị bị lâu chưa? Mà bây giờ có bình thường lại không? Chị có tin là chị có cái gen của mẹ chị không? Chị có đó. Chị đang có mà bây giờ chị vẫn còn tỉnh táo. Chị chưa đến cái lúc cái giai đoạn kia. Nhưng mà nếu mà chị không chịu uống thuốc, chị không đi bác sĩ, chị không làm việc với bác sĩ tâm lý, một ngày chị sẽ nặng như cỡ Kim Ngân luôn. Em cá chị dựng cả. Chị về chị coi Kim Ngân đi để cho chị bừng tỉnh nha. Chị đừng có thiệt á hả. Em thấy chị là không tắm nè, rồi đi lang thang nè, không chịu về nhà nè, là một cái dấu hiệu của một cái triệu chứng rất là đã bất bình thường rồi. Mà trong khi mình có nhà cửa mà. Lát nữa cho em khám phá cái xe chị coi, cái xe chị sạch sẽ không nha. Đồ đạc để cho nó hết luôn. Rồi ăn uống mỗi ngày chị ăn gì ở đâu? Thì chị đi mua đắng. Có một cái chú Hải ở đây nè, cũng đi lang thang như chị, cũng ăn chay niệm Phật. Rồi chú cũng viết những cái bài để chữa bệnh thuốc cho người ta. Nhưng mà thật ra nhìn chú thì tỉnh táo, nhưng mà cái cách của chú em cũng thấy không có ổn về tâm lý lắm. Tại vì em đọc qua những cái bài viết về chia sẻ thuốc của chú thì em thấy nó cũng có cái hay, nhưng mà nó có nhiều cái hơi có vấn đề nên em không có chia sẻ với cộng đồng mạng nữa. Nó hơi có nhiều cái nó hơi lạ lạ, nó không hợp lý lắm. Thì có bao giờ chị ngồi mà chị buồn quá chị khóc không? Không khóc không? Rồi mẹ chị bị tâm thần như vậy á, rồi chị không về chị chăm sóc mẹ hay là như nào mà chị bỏ đi luôn? Má của chị thì bây giờ ở nó sinh hôn. Má chị nó sinh hôn. Nhưng mà chị đang bị như vậy rồi, chị tới đó là chị chết. Chị sợ, chị nhìn chị sợ. Không phải chị sợ, nhưng mà má của chị cần skill. Má hồi trước chị giúp không được. Chị bây giờ chị sợ tới cái chỗ, mấy chỗ đó chị nhìn chị sợ không? Chị bị ám ảnh không? Chị không phải chị sợ, chị đã yếu rồi, chị biết chị yếu rồi. Chị tới đó là chị còn còn đi lẹ nữa. Chị ngồi mình á, chị có hay nói một mình không? Có bao giờ chị ngồi chị nói lảnh nhảm chuyện gì một mình, hoặc là chị nghe ai nói trong tai chị không? Chị đúng rồi. Có luôn phải không? Chị nói chuyện một mình chị. Chị nói chuyện một mình đúng không? Đó là cái triệu chứng chị bắt đầu là có dấu hiệu của đó. Chết cha rồi, chị gặp em sớm á, mừng quá, mô Phật trời đã cho chị một lối thoát rồi đó. Đúng rồi. Rồi chị có nghe ai hay nói trong tai chị những cái gì lào xào đồ, hay là người ta kêu chị làm cái gì đó không? Không, cũng còn ấy. Nhưng mà chị nói chuyện một mình thì là đã có rồi đúng không? Chị nói chuyện mình. Thường là chị nói một mình là chị nói đề tài gì, chị kể em nghe coi. Chị nói chuyện giống như chị pretend, giống như chị nói chuyện với lại giống như thiện tài đồng tử. Giống như chị pretend, giống như là chị nói chuyện với thằng Trường CSS gì đó. Rồi.
Số cân chị em nghĩ chắc chị nhẹ lắm ha, chị khoảng 90 pound không? Chắc yếu hơn. Ăn được không? Okay. Ăn chay vậy thôi. Thôi coi như là đây là một cái khoảnh khắc mà em ghi hình chị. Em mong là sẽ có một cái phép nhiệm màu với chị ha. Thứ nhất là em sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý cho chị. Ngoài tìm nhà nha, em vẫn tìm nhà cho chị. Nếu mà em đi tìm cái chỗ ở cho chị á, chị thích ở chung với người ta hay là chị thích có lối đi riêng? Chị thích ở chùa hơn. Chị thích ở chùa hơn đúng không? Nếu mà giả dụ không mình chùa người ta không nhận mình thì mình phải có hai option chứ. Một là option là chị phải có cái phòng, hai là chị phải có cái gì đó. Option của chị thì đúng là ở chùa. Chị vẫn ở chùa, chùa Ni đúng không? Ok. Nếu chị vào chùa thì khả năng chị giúp được chùa những việc gì? Nếu chị ở trong chùa thì chị giúp được chùa cái gì? Dọn dẹp chùa. Đánh máy. À đánh máy. À, chị mới học được tiếng Việt. Chị mới học được gõ tiếng Việt á. À. Thì chị có thể chị đánh kinh được. À. Lau chùa, dọn dẹp chùa đồ chị làm được không? Được. Nấu ăn phụ công quả cho chị giỏi lắm. À chị giỏi lắm. Ok. Chị nói ăn được chứ. Chị nói ăn được coi như là Nhưng mà nếu mà chị mà đã vào chùa ở đúng không? Trong cái thời gian ở trong chùa song song em muốn cho chị gặp bác sĩ tâm lý để chị giải tỏa cái tinh thần chị được không? Được. Hay là em kiếm bác sĩ tâm lý đàn bà cũng được. Ừ, chị có Medicare không? Chị có Medicare. Ừ, chị có quốc tịch Mỹ chưa? Chị có quốc tịch Mỹ. Giấy tờ chị vẫn đầy đủ đúng không? Có uống rượu, uống bia, hút thuốc, nghiện gì không? Ờ, chị có mấy thứ đó nè. Ừ. Hay ha, mà đi lang thang nhiều năm mà chưa ai làm xâm phạm cơ thể là cũng dạng hay lắm, mà trinh nữ đó phải không? Chị thì chị không biết đâu, chị còn tánh chị còn con nít lắm. À, chị thích học, chị thích mở mang đầu óc, tại vì á chị theo thầy hàng trường, chị tu theo thầy hàng trường thì rất là thông minh, thành ra chị bây giờ chị đang học toán con nít, mà từ coi như là chị học ngay xuống từ lúc coi như là lớp 2, lớp 3, lớp 4 là chị đi tới, thì chị muốn trao dồi coi như là mình trở lại mình học, nhưng mình học toán. Chị học toán rồi chị học thêm mấy môn khác, nhưng bây giờ chị thích tiếng Tàu hay là chị thích làm thơ, chị thích văn chương. Thì chị chỉ thích học thôi à, chị không thích đường quan trọng cả đó. Nãy giờ chị em mình trò chuyện nhiều quá rồi, bây giờ chị có muốn đi ăn gì không? Đi ăn gì đi ha. Đi ăn xong rồi trong quá trình ăn mình nói chuyện tiếp. Cũng được. Ừ. Cũng may chị có gia đình, có gì chị có người chị giúp đỡ chị rất là nhiều về vấn đề tài chính. Chứ không thôi là chị sẽ không có cái xe để mà chị đi. Coi như là chị sống trên xe chị. Chị mà không có người chị đó là chị nghĩ chắc chị cũng không tới lát tới giờ này đâu. Vậy thành ra chị cái xe của chị là chị đang chạy hiệu xe gì vậy? Chị đang Toyota trước cái xe cũ chị là Toyota. Bây giờ là Hyundai Accent. Bây giờ gì nè, sau khi nghe chia sẻ cái video này á với chị Đoan á thì nghe đúng như cái dự đoán của Nga, là lúc Nga chỉ cần nói chuyện điện thoại thôi thì Nga biết là chị Đoan này chị rất là hiền với mọi người. Chị chưa giờ có chồng, chưa có người yêu, mà chỉ là thích về ăn chay, niệm Phật và thích vô chùa ở. Nhưng mà cái vấn đề tâm lý của chị Đoan nó hơi có một chút trầm cảm, nhưng mà chị vẫn còn cứu được nha. Chị còn cứu được. Nếu mà chị đi theo em mỗi ngày thì chị sẽ tỉnh, mà em thì mới mệt á. Em đi với Kim Ngân có thời gian mà giờ bắt đầu em thấy mệt mà Kim Ngân thì tỉnh ra rồi đó. Đây là thôi chia sẻ vui thôi. Trong cái video này á, vậy thì sao? Vậy thì nhưng mà chị ơi, em có thấy em gần gũi chị, em có bị mệt không? Chị có, không. Em có bị drain cái energy của không, em chọc chơi thôi.
em chọc chơi chứ em nắm tâm lý vững lắm, em mới tiếp xúc được với những người như chị. Như là mọi người ơi, hôm nay Nga chia sẻ cái video này á, thôi tại vì không có dễ đâu. Dạ, thì Nga mong muốn là cho chị Đoan á, sẽ cộng đồng mạng mình xem hãy giúp cho Đoan có một cái chỗ ở, nhất là Đoan thích về chùa Ni. Cái tên chùa bữa nay chùa gì vậy Đoan? Nếu mà không có cái chùa đó thì chùa khác cũng được đúng không? Miễn sao chùa Ni được đúng không? À, chị hả? Chị vẫn thích chị cái chùa đó thích, hả? Chùa Thiền Viện Chân Giác. Ừ, Thiền Viện Chân Giác. Chị, má của chị á, là tu theo Hòa Thượng Thanh Tư. Má của chị là pháp danh là Tịnh Nhân. Má của chị thích Hòa Thượng Thanh Tư lắm, mà bây giờ má của chị cũng còn với lại những bác mà tu theo Hòa Thượng Thanh Tư. Em đi chỗ nào? Bây giờ cho em ra cái xe của chị đi. Trời, cũng đeo mắt kiến rồi chứ ít gì trời ơi. Cũng fashion show lắm chứ bộ. Đây, thì trên cái video này á, thì hôm nay Nga nói chuyện với Đoan ở tại cái Mars Square Park á, thì Nga mong muốn là thứ nhất là chị Đoan sẽ có chỗ ở, thứ hai là nếu một cái chùa nào mà xem về chương trình của chị Đoan mà Nga đang phỏng vấn thì có thể cho chị Đoan về chùa ở, và phải trả tiền phòng cho người ta phải không? Khả năng của mình trả được bao nhiêu kể nghe coi. Khả năng của mình trả được 500 tới 550. Trời ngon quá, muốn nữa trời. 500, 550 ra ngoài ở tươi luôn. Bây giờ chị Đoan có cần tiền bạc gì không? Có cần em kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho chị tiền để xài hay cần gì không? Thôi khỏi hả? Chỉ cần chỗ ở thôi không? Có những chùa nào mà họ thờ Phật tử, họ thấy chị giỏi làm, nhiều lúc chị cũng, người ta cũng cho chị tiền vậy. Cái quan trọng là em muốn cho chị đi bác sĩ tâm lý nữa kìa. Em ngày xưa em cũng trầm cảm mà em tự chữa đó chị biết không? Trời ơi trời, em làm nghệ sĩ mà em trầm cảm bệnh rồi làm sao em đi phục vụ công chúng? Mình phải tự cứu mình đó chị. Mình giải tỏa thần kinh cho mình chứ ai mà giải tỏa. Dạ, hai chị. Hôm nay em đi gặp chị là em phải trốn Kim Ngân á. Tại em sợ em ngồi chị lâu rồi Kim Ngân khó chịu hay là sao đó. Ê, mình đi đường này. Tại vì bình thường á là em giúp đỡ Kim Ngân. Thì em sẽ cục to. Bây giờ là cũng mập lắm rồi đó. Bữa hôm đó, gặp em cổ gầy hơn chị nhiều. Bữa hôm là cổ giống như là cái bộ xương di động vậy đó. Hôm nay là cổ đỡ lắm. Cổ ăn uống với cổ ngủ đầy đủ. Mà cổ bây giờ cổ đó. Cô có chỗ ở rồi. Cô có chỗ ở ok lắm. Tự nhiên em sắp tay em đi làm cái chuyện này hả? Thì em thích vậy đó. Cái thứ hai cái duyên nữa. Nhiều lúc đâu phải ai làm cũng được đâu, nhiều lúc mình vô tình thôi, nó dẫn dắt mình thôi, chứ mình nhiều lúc mình cũng không ấy. Như giống như chị, em đâu có tìm chị đâu. Tự động là người ta nói về chị xong rồi chị gọi cho em thôi. Thì em mới trò chuyện với chị ngày hôm nay, chứ em đâu biết chị ở đâu đâu mà tìm, đúng không? Nói chung cái gì nó không có cái nhân duyên hết á. Em hy vọng là qua cái video này thì chị có chỗ ở liền, với lại Đoan là phải đi giải quyết chút xíu về cái tâm lý của mình á, cho nó ổn định lại một chút ha. Hoặc là cái điều quan trọng là biết đâu làm cái này xong á thì có nhiều bạn bè. Chị có chơi Facebook không? Có Facebook không? Chị có Facebook nhưng mà chị chưa có làm profile thôi gì hết em. Cũng có Facebook nhưng Mình thấy chụp hình rồi mình cứ nhìn tươi tỉnh, nhìn cái nhìn ngon lành lên thì cái Facebook mình cũng được. Em hy vọng xong cái video này chị với em gặp nhau thường xuyên đi ha, để làm sao mà ấy, hoặc là chị về chùa mà chùa họ giúp cho chị về cái chị rất cái thích cuộc ở chùa em à. Chị thích ở chùa phải không? YouTube hả chị? YouTube. Chị muốn đi tu. Chị muốn đi tu nhưng mà chị phải giải phóng cái tinh thần của mình nữa. Cái tinh thần của chị nó
nó đang gò bó nhiều thứ lắm. Ừ, thì đúng rồi. Thì tại vì chị không có tiếp xúc với là nhiều người em. Thì đó, chị là cái dạng tự kỷ, thích ở mình đó, không có thích chơi với ai, không thích giao thiệp. Trời ơi, em nói thiệt, chị với chị giống Kim Ngân dữ lắm luôn á. Chị Kim Ngân là cũng cái dạng vậy mà, từ đi mấy năm mà cuối cùng thành tới 30 năm mà hồi nào cũng hay luôn. Không phải chị không có thích associate với người, nhưng mà gì đó nhưng mà chị là tự nhiên bị vậy chứ cũng không có sốc một cú sốc nào ha. Không có cú sốc nào mà làm cho chị sốc mà đến kinh khủng mà chị phải quyết định đi như vậy. Cái xe chị nhớ mình để đâu không? Ok, em đến cái xe của chị chút ha. Không cần. Thì càng nhìn những cái cảnh trên xe chị nó tự nhiên thì người ta sẽ hiểu chị hơn để người ta giúp chứ. Chứ đâu cần phải người giúp. Nó sao đâu. Hôm nay chị thấy chị nói chuyện với em, chị có thấy chị happy không? Chị vui không? Em có làm gì cho chị chạnh lòng hay là chị sao không? Chạnh lòng thì... Tại vì tánh em phải hỏi thẳng á. Em làm việc người ta phải hỏi thẳng vô mặt vậy đó. Nhiều lúc em không biết em nói chuyện như vậy, chị có làm cho chị bị cái gì không thôi. Chị không chạnh lòng. À, ok. Thích tự kỷ mà cũng chịu đựng giỏi nữa, nhiều yếu tố quá. Đi 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 ra ngoài đường mà ở lang thang được thì lại em thấy chị chịu đựng cũng sư tổ người ta rồi đó. Nhưng mà chị nhìn chị á, nếu mà chị không nói chị homeless không ai biết đâu. À, tại vì thứ nhất là nhìn chị sạch sẽ sáng sủa. Chị là giống như giai đoạn đầu của chị ca sĩ Kim Ngân mà đi á, cũng còn tỉnh táo, cũng còn xe cộ đủ thứ á. Ngày xưa chị cũng sống trên xe thời gian đó nha, có xe cộ đàng hoàng đó. Đâu xe chị đấy hả? Ôi xe đẹp quá vậy, trời ơi quá tươi luôn, xe sạch sẽ nữa chứ. Là đêm là mình ngủ trên xe gì đó hả? Đâu chị mở trong xe cho em coi coi. Cái xe này lúc chị mua là xe mới hay xe cũ? Chị có chuyện mới mua. Ờ vậy hả, chị gái mới mua hả? Chân quá hả. Này chị mở xe chị nói quay đi. Ồ xe này là rất là nhiều sách. Sách về cái gì vậy? Tu hành thôi. Hả? Về giáo lý thôi. À trên này là sách giáo lý, là chị đọc hết toàn bộ sách này luôn. Chị đọc muốn xuôi rồi chị nên thì chị cũng đọc. Ok. Rồi. Ngủ thì ngủ, mình ngủ băng sau này đúng không? Chị ngủ băng sau đúng không? Ừ, đây là cái giường của Đoan nha mọi người. Đoan đi như vậy. Cái xe này là lâu năm chưa Đoan? Chưa tới một năm. Nhưng mà chị đi từ năm 2014 thì chị ngủ ở đâu? À là mới đổi xe này thôi. À, à. Ok. Xe sạch chứ bộ. Cũng ok. Ừ, ngủ rồi cũng có gối ôm rồi gấu rồi cái này nọ. Dạ. Sạch sẽ. Like vẫn còn xài điện thoại được nè mọi người. À, giấy tờ tùy thân, giấy tờ rồi driver license rồi quốc tịch rồi chị giữ đầy đủ hết phải không? Chị có chị giữ chưa? Thì chị. Ủa driver license chị không giữ rồi sao chị lái xe? Rồi với sao xin chị có chứ. Rồi, nhưng mà coi như là những cái quốc tịch đồ là chị như là passport rồi thì chị không có đâu. Chị là chị có nhà Ben không? Có. Chị hiện tại chị có xài thẻ Ben không? Có chứ. Ừ. Sao em quay tiếp không? Cái gì chị? Em quay tiếp không? Thôi được rồi, em quay vậy đủ rồi. Em nhìn chị vậy là em biết rồi, mà chị nhỏ nhắn thì chị ngủ xe nó cũng vừa. cũng có cái may mắn. À người quá nhỏ luôn. Nhưng mà chị ngủ trên xe gì đó chị phải hé hé cửa kính cho bất ngờ đúng không, hay là chị mở đề xe chị ngủ cả đêm? Ô nó đóng hết chứ. Đóng hết rồi ngủ nó ngợp làm sao? Sao ngủ ngợp được em? Chị xách hai cái túi, trong túi đó có những cái gì vậy? À. Đây. Đây mọi người. Cô gái này
có nồi niêu xoong chảo ha, đồ ăn đồ đầy đủ luôn nha mọi người, nước non, nói chung là rất là sạch sẽ nha. Ok, good. Đó, ăn toàn đồ chay không à mọi người. Cái này là mới đi từ năm 2014 á, nên vẫn còn ok lắm. Nói chung là trường hợp này còn cứu được. Cứu ngon lành luôn. Dễ sợ vậy. Bây giờ chị đi ăn ha. Sao đi tiệm nào? Chị đến quán Hoài Tâm đi. Chị biết quán Hoài Tâm không? À, cái quán đó tên là Hương Quán. Em hẹn tập kịch với Hoài Tâm để đi diễn á, mà em không nhớ luôn. Em không nhớ luôn á. Đó, chị thấy không, em làm việc nhiều công sức mà nổi mà em đảng trí em không nhớ gì luôn á. Hoài bác quán nào? Ê nè, bây giờ chị đi sau lưng xe em đi. Mày xe em hả? Xe em đậu tích bên kia kìa. Bây giờ em chạy em lên gần lại chị nha. Nha. Ok. Nhưng mà cái tên quán nó tên gì? À, Hương Quán. Nó nằm trên đường Bonsa á. Nó đồ mặn nhưng mà sẽ chắc em nghĩ chắc có đồ chay á. Chay hả? À. Tên Hương Quán thôi hả? À. Thì chưa bao giờ chị nghe hết. À. Đảo hả? Ok. Ủa cái này ở khúc nào vậy hả? Ở đường First hả? Đúng rồi. Chị lại đó đi ha. Em là em chị lại đó ha. Okay. Bây giờ trên lúc mà chị lại chị chờ em chút đi, tại vì em chạy ra Bonsa em tìm chị Kim Ngân nữa. Em muốn đón chị Kim Ngân cho chị lại chị ăn nữa. Nha. Okay. Thôi đừng rồi, để chị coi chị Kim Ngân là như thế nào. Chị Kim Ngân thì cũng tùy cơ ứng biến lắm, ba hồi vui ba hồi buồn, nắng mưa thất thường. Nhưng mà chắc đó xoay không sao đâu, bình thường thôi. Mình lại mình gặp nhau chỗ đó nha. Okay. Rồi em rồi, ba chị. Này nói chuyện với một nhân vật rất là dễ thương nha. Nghe muốn giúp cho chị Đoan này có chỗ ở chùa đó mọi người. Ai coi cái chương trình này thì nhớ liên lạc với Thúy Nga nha, số 7149499089. Nga muốn giúp cho Đoan vẫn còn rất là tỉnh táo và rất là dễ thương và biết làm được nhiều thứ ha. Có xe sạch sẽ, xe đẹp quá. Có rồi, có mặt kinh kìa. Vô đi, vô. Quá ok rồi đó, lucky rồi đó. Đang đưa Quang tới Đoan tới quán Hương ăn mọi người. Quán đông khách quá. Nó vô quán Hoài Tâm mà không gặp Hoài Tâm. Gặp một tráng sĩ bụng gọn đang làm gì vậy Hoài Tâm ơi? Dạ treo quảng cáo. Chết cha, giờ bán hàng nhiều quá rồi tiền xài sao hết trời. Dạ, đâu có bằng chị Thúy Nga. Chị Thúy Nga chỉ có cái kênh, ba kênh riêng nha. Ủa cái này là hình ai vậy? Chị Hạ Vi. Ồ, chị Hạ Vi ra sản phẩm gì mọi người ơi? Dạ, cái này là cái stem, cái tế bào gốc. Chiết xuất từ tắc cá hồi. Trời, dạ. Là chị Hạ Vi sản phẩm của chị luôn phải không? Sản phẩm của tôi mà chị Hạ Vi là gương mặt đại diện. À, trời ơi là trời. Dạ. Cái quán anh đông khách quá, cho em ngồi tá túc đi em ăn nha. Dạ, được. Là mình có đồ ăn chay gì không vậy? Dạ có chứ, quán tuy là quán bán bún mắm chứ đồ ăn chay ngon. Ủa Đoan đâu rồi? Ồ Đoan đang ngồi đây đi, nghe kêu đồ chay cho Đoan ăn nha. À không thôi khỏi. Thôi Đoan ngồi đây đi. Thì Nga là Nga với chị ăn luôn. Ủa sao không vô quán kia? Tại vì quán bên đó đông khách quá mà cái ông chủ cũng đang đứng bên này. Mình phải qua đây mình ngồi với ông chủ. Ông chủ đó, ông chủ đẹp trai đó. Đó, đứng mà cái đít chu 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 ra thấy thương lắm. Chủ hay là quán bên kia hả? Này là nghệ sĩ hài Hoài Tâm. Dạ chào chị. Chị Đoan này là một nữ gọi là em nghệ sĩ hài, chị diễn viên hài chứ. Nghệ sĩ bình thường thôi chị, nghệ sĩ nghèo thôi chị. Không có nghèo đâu, ta giàu lắm. Vậy chị giúp em được nha. Được được, muốn lấy gì? Đưa dùng cho cái băng kèo phải không? Gì giúp gì cho giúp, giúp tâm là giúp liền luôn á. Dạ. À hôm nay Nga đến đây làm gì Nga? Tới ăn với tập kịch nè. Dạ, bạn ý tưởng tập kịch, mai đi tập kịch nè. Dạ chú gì chịu nổi không? Hẹn với em bao nhiêu ngày?
chủ nhật này, thứ bảy này diễn, mà giờ thì diễn chưa có kịch bản và mới có hẹn để tập, để nói ý tưởng thôi, để ý tưởng thôi quý vị. Bây giờ cần gì tụi mình lên trên đó rồi mặc đồ sexy. Tâm thì có body đẹp nha, có body đẹp rồi mặc đồ sexy lên rồi ra giải cứu. Ở dưới bằng vô nha. Để coi. Ở dưới nè. Ở dưới thì bằng rồi đó, bằng in luôn á. Phải không? Đẹp. Quay trời ơi, để tôi đấy coi, xé ra cái miếng này cho tôi dán lên coi. Để tôi dịnh cho. Rồi. Ôi, tự nhiên qua có chóp làm ngang xương giữa trời. Dạ. Chủ tiệm nghe nói là có tiền giàu có chứ dạ, cái gì cũng phải tự làm hết đó quý vị. Thì ở bên Mỹ mà, tự dạ. Làm tôi, tự làm tớ luôn. Tự làm tôi, làm tớ. Em chuẩn bị ra cái phim web drama 3 tập đó quý vị. À vậy dạ, hả? Trên kênh Hoài Tâm. Của em khủng khiếp lắm vậy. Dạ, chỉ có thằng đạo diễn với em là producer thôi. Nhưng mà ở đâu, kênh nào? Chưa, mới giờ quay xong thôi, giờ còn đang... Dạ. Đang editing. Phim nhựa hay là phim... Rồi, web drama thôi, phim nhựa tiền đâu làm. Thì từ từ đó, nếu mà nó ăn khách thì mình đẩy qua thành phim nhựa thì vậy đó. Bây giờ phải chờ quý vị ra ủng hộ rồi bà mình tính tiếp. Rồi, ở dưới bằng rồi phải không nghe? Bằng in luôn á. Bằng luôn rồi, đẹp rồi. Rồi. Ủa mà giờ thôi đừng quay nữa. Dạ. Không, phải quay cho ta biết là chủ tiệm và nghệ sĩ hài với lại một cái người làm cu ly nó khác nhau, cái chỗ nào thì cũng y chang nha. Nghệ sĩ hài với lại ông chủ quán với lại cái job mà tự làm nữa y chang à mọi người. Hoài Tâm là đa đoan, người đàn ông 3 trong 1. Làm hết quý vị, producer và director, writer. Cái phim sắp ra hả? Là làm hết luôn hả? Tự đạo diễn luôn? Dạ không, đạo diễn là Phong Lê. Dạ nó chưa là em. Nhưng mà kịch bản là ai? Kịch bản của Phong Lê luôn. Dạ. Vậy hả? Phim rất là hay, có chị Hồng Đào nè, có anh Bảo Liêm nè, có chị Giáng Ngọc nè, có Hoài Tâm nè, đặc biệt là có ba ca sĩ, anh Tuấn Vũ. Ai nữa? Anh Lương Tùng Quang và Trúc Lam, và đặc biệt là hôm bữa mà bữa casting đó 29 con người tới phải không? Tôi có cast 9 người vô đóng chung với tụi tôi luôn. Ngon vậy? Yeah. Mà trai đẹp hay là gái đẹp? Trai đẹp, gái đẹp. Trong phim em là xấu là không có được vô phim. Thèn gì nên tôi mới không có dài đó. Không có, dạ tại chị Nga chỉ đòi tiền cát xê cao quá. Ôi đâu có mời đâu mà biết có cát xê. Cái Nga mà làm free nào giờ không mà, có bao giờ mà lấy cát xê nghệ sĩ giờ đâu. Cho nên là tại cái Nga không có nem, tại không có đẹp, lộn. Dạ, bây giờ em nói cho quý vị nghe là cái phim là giờ đã quay xong rồi, đang edit. Ủa vậy là mượn YouTube tôi quảng cáo luôn. Chị còn phải hỏi chứ giờ nói gì giờ, không lẽ giờ quảng cáo nhan sắc của tôi mất công nó sập mạng nữa đúng không? Và cộng đồng và giúp giùm em. Ôi đó cộng đồng ơi. Cái phim ra là nhớ cày view giùm Hoài Tâm. Dạ, triệu tại view. Vì đó là giờ phim kiếm hiệp phải không? Phim kiếm hiệp võ thuật và phải hài hước. Nhưng mà có kỹ xảo đánh nhau đồ tung lên trời bay lượn như ghê vậy? 3D. Có không? Yes. Hoài Tâm mà có đánh lộn đánh lạo trong đó không? Trời ơi em nói thiệt bị gì nè. Cái tay yếu đúng không? Nè, em quýnh mà giờ nó thủng vô khúc luôn nè quý vị. Có thiệt không? Thiệt nè, học võ là... thiệt luôn á. Nè. Nè, cái này làm bữa bị đánh võ bị thập ngãy vô. Có luôn á, đánh võ luôn hả? Đánh võ trời luôn. Trời ơi Tâm đàn ông dữ Tâm. Không phải tại vì thật sự cái chuyện mà mình mình có cascader là một chuyện, nhưng mà còn cái chuyện mà mình vẫn phải học võ, phải biết đi dài đường đồ này nọ phải không? Ok rồi. Để phòng thân. Chứ còn nhiều khi nó đâu biết được chuyện đời. Nhiều lúc đẹp quá ra đường gái nó tưởng hiếp nữa. Đó, cho nên là em mới có cái chuyện đó. Dạ. Nhưng mà thôi, khi đó được rồi, bật mí như đó thôi để dành lại đi mai mốt rồi khi nào rồi, không phim. Không? Còn ok. Rồi mình làm nữa. Hứa cho Thúy Nga channel một buổi livestream để quảng cáo. Chỗ gì ghê vậy? Ừ. Tôi đâu có giờ livestream kênh của tôi đâu. Không, bà không livestream mà ý mà tôi cho bà một buổi livestream về tôi á, hiểu không? Quảng cáo phim tôi á. Trời cho luôn hả? Chứ không phải ăn năn nỉ tôi hả? Quý vị biết tại sao không? Trời ơi, như nhức đầu vậy. Không phải, em nói quý vị nghe. Bây giờ trai đẹp á. Ca sĩ, nghệ sĩ, người ta có channel riêng hết, đặc biệt là em chưa có. Thì giờ làm luôn đi, sẵn lấy phim nó bỏ lên. Không ai làm gì, tôi không làm. Tôi giờ là ai mướn tôi, ai có sự xuất hiện của tôi tính tiền hết. Vậy hả? Cho nên là mới đó là lý do tại sao tôi nói là phải cho đó, hiểu không? Cho nên là
hiểu không? Còn không bây giờ chọt cái camera vô mặt tôi là tôi tính tiền hết, tính tiền khúc luôn. Chứ bây giờ mà hỏi hỏi tự nhiên là quay xong rồi cái tự nhiên rồi bỏ lên kênh. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi thôi, thôi đừng quay nữa. Bây giờ đang muốn ăn gì? Uống trà đi nha. Không ăn đi đâu. Chỗ này trà ngon lắm. Cái gì vậy? Không có liên quan nha, quán này không có trà. Có còn quay không vậy? Hả? Có còn quay không? Còn. Em buồn quá quý vị. Quán ăn mà không có trà. Dạ, em không biết dạ. Chị Thúy Nga chị nói chị tới ủng hộ quán em. Dắt bạn tới ăn để ủng hộ. Xong xuôi rồi em cũng tưởng thiệt. Dạ em phóng tới. Dạ giờ tới đây ủng hộ xong rồi nói chứ. Dạ ăn dù không ăn gì, hôm nay ngày chay uống trà thôi được không? Nghe nói quán trà ngon lắm. Trời ơi, sao khổ hiểu ghê, nguyên cái nhà hàng mà giờ lại uống trà không? Bạn này bạn là còn trinh nữ á, nên là chưa có ai thông cái vấn đề tinh thần á, nên là nó hơi lấn cấn chút. Bà quen biết bao nhiêu đại gia đây, giới thiệu cho chị đi. Thôi từ từ. Đoan, mình tới quán người ta mình phải ủng hộ. Hôm nay là ngày rằm, Nga cũng ăn chay, Đoan cũng ăn chay. Okay. Thôi là hai đứa order món đồ chay gì ăn đi. Chứ đúng tự nhiên đó. Vô order trà hoài tâm mặt kỳ thị mình liền á. À vậy hả? Ok rồi. Đừng có nên làm như vậy, người ta không có vui. Mình phải ủng hộ cho người ta hiểu không? Ok. Ok. Okay. Tại nghe nói trà này, chỗ này trà ngon. Không, bậy, ở đây không có bán trà. Ở đây ngoài bán đồ ăn thì... Dạ, đây không phải quán trà, không phải là tasty. Dạ, không phải là tiệm mấy cái tiệm boba đó chị, đây là nhà hàng đó chị. Dạ, ở đây là ngoài bán đồ ăn và bán thân nữa. Đó, trai đẹp bonsa đó. Dạ, bỏ nha. Nha. Chưa bao giờ lấy tiền mà dám nói là bán thân là sao nha. À, là coi như là người ta có hiến thân thì lấy thôi, chứ còn không anh. Cũng phải dễ nha. Trời khó vậy. Tôi giờ tu hành rồi, không có ba cái chuyện mà phàm tục rồi nè, tôi ít có giờ. Vậy hả? Vậy là tôi với Đoan đây cũng tu nè. Nên là yên tâm đi, không có ai làm gì tâm đâu. Rồi, vậy tốt. Gì nữa? Nga ngồi ăn chay, Tâm Nga ngồi nói chuyện vụ kịch bản đi. Rồi có cần phải quay lại không? Không có cần quay lại. Quên, cái này là đang quảng cáo, em lộn. Em quảng cáo quán anh Tâm, ảnh có món ăn chay đó, là hôm nay là ngày rằm nè. Thúy Nga với Đoan, Nga cũng ăn chay, Nga đang ăn chay. Thôi ăn đi Đoan. Okay. Ăn đi rồi mình phải quảng cáo cho quán Hoài Tâm chứ, nhiều lúc mình mượn thân thể ảnh ra rồi lời nói ra mình không có nói, không ấy nó bên kia kìa, xa đông khách lắm mọi người. Em hôm qua đó nhìn em qua cái shop mà chuyên bán đồ của ảnh nữa, anh có 2-3 cửa hàng lớn luôn mọi người ơi. Nha, ăn chút xíu mình nói chuyện nha. Ngon phải không? Thấy quà qua mà chưa kịp ghi hình luôn á. Đó, nghe ăn đồ chay ăn chút vậy thôi nè. Để lát nữa về ăn cơm gia đình nữa. Mọi người ơi, hôm nay là đến đây nè chị. Anh Tâm, anh đừng giận em, đi lo cho bên này rồi tập kịch nữa. Thôi giờ để nghe chạy nha. Nha. Thôi được. Ok đi. Đoan ơi, Đoan, bây giờ ngăn chay với Đoan rồi trò chuyện rồi. Nha sẽ kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho Đoan có chỗ ở nha, nhất là ở chùa nha. Ok. Rồi với lại hôm nay Nga không có gì, Nga cho Đoan 100 nè. Sao mất có cho Đoan 100? Không, cho Đoan 100 để mà Đoan xài, không Đoan. Đồng ý mới đi. Phải nhận tiền đi, Nga muốn gửi tặng cho Đoan. Thôi cảm ơn nha. Không cần hả? Không. Tìm chỗ ở giùm cho Đoan là Đoan cảm okay, ơn lắm rồi. Ok rồi vậy thôi nha, là Nga sẽ tìm chỗ ở cho Đoan nha. Rồi. Nha. Ok. Đoan yên tâm đi, trường hợp Đoan Nga nghĩ là rất là nhanh luôn á. Nga vừa chia sẻ là Đoan sẽ có chỗ ở liền á. Tại vì Đoan là một cái người rất là dễ thương. Sẽ có nhiều người giúp Đoan yên tâm đi. Nha, Đoan đừng có lo. Cái hứa là phải về chỗ ở và phải đi gặp bác sĩ tâm lý thêm một chút ha. Nha. Nha, ok. Tâm ơi, là Nga cầm kịch bản Nga về nha. Xong rồi mình qua đó mình gặp nhau đi nha. Thank you Tâm nhiều nha Tâm. Em dọn giúp chị vụ này nha. Bye bye. Hôm nay là ngày trước khi đi show nên Thúy Nga rất là bận rộn mọi người. Sáng mình vội vã quá, mình chạy ra đường mình chỉ ôm có một cái phone theo. Cái phone của Nga lại quên sạc pin pin nữa. Vừa nghe điện thoại rồi vừa giúp cho cái chương trình của cô gái tên Đoan đó, thì Nga sẽ kể cái câu chuyện tường thuật lại. Giờ cái pin của Nga cũng rất là ít, khi về phòng Kim Ngân Nga mới tranh thủ chạc được một chút xíu
chứ không kịp quay một cái gì hết. Thì Nga chia sẻ nhanh có câu chuyện về Kim Ngân trong ngày hôm nay ha. Và ngày hôm nay Nga rất là bận rộn đó, tại vì trước khi bay xô, thứ nhất là Nga phải đi lo cái này cái kia cho mẹ, mua cái này cái kia cho mẹ, mua đồ cho Nguyệt Cáp, rồi phải nhờ người thích khe Nguyệt Cáp, rồi vừa phải chạy đi tìm Kim Ngân nữa. Nhưng mà cái ngày hôm nay là mai mình bay, nhưng mà mình lại không có gặp Kim Ngân nha mọi người. Mình không gặp được Kim Ngân luôn, nó khủng khiếp như vậy đó. Mặc dù là mình có hẹn, mình chạy rất là sớm, nhưng mà không hiểu Kim Ngân dạo này thì có vẻ là rất là thích đi shopping một mình. Tại vì Nga về Nga lục cái tủ thì Nga phát hiện ra Kim Ngân mua quá nhiều luôn mọi người, mua nhiều lắm. Thì là đúng như lời mẹ Kim Ngân kể là Kim Ngân có mua bịch về cất vậy chứ không có dùng. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tập hạn chế cái vụ đi shopping của Kim Ngân nha, là thích mua nhưng mà không có dùng nha mọi người, cất trong đó thôi. Rồi thì Nga không gặp được Kim Ngân thì Nga phải đi lo tùm lum gì hết, rồi tranh thủ lo cho cái cô Đoan đó để cho cô có chỗ ở. Tại vì Nga có nói chuyện với cái bạn này mấy lần, nhưng mà Nga thấy cái bạn này cái tâm lý bạn cũng hơi có một chút về dạng như nó hơi tự kỷ mà nó hơi trầm cảm. Thì đúng như lời mình tiên đoán đó, đúng suy nghĩ của mình thì là mình thấy như vậy ha. Lúc mà gặp Đoan xong á, thì Nga có chạy để đi tìm Kim Ngân, thì Nga thấy Kim Ngân thì Kim Ngân rất là giận dỗi cái kiểu thái độ, nhưng mà không có kiểu là chửi mình hay gì. Kim Ngân nói ôi Mai ơi, nay con bệnh, Mai đừng gặp con nữa, ôi Mai đi đi. Thì thấy Kim Ngân đã thay một bộ đồ mới nữa nha quý vị, dạo này thay đồ dữ lắm, 2 ngày là thấy thay bộ đó, rất là chịu thay đồ và rất là chịu take care người ha, tắm luôn. Thì lúc đó Nga lại vội phải chạy đi qua bên Hoài Tâm để tập kịch, nên Nga không có năn nỉ. Bình thường là Nga sẽ xuống Nga năn nỉ, nhưng mà Nga không năn nỉ luôn. Nga không năn nỉ, Nga chạy qua Hoài Tâm, Nga tập kịch. Thì tới lúc đó là khoảng tầm 9 giờ tối mọi người. Bình thường là Kim Ngân về rất là sớm, nhưng mà 9 giờ tối thì có một bạn khán giả nhắn cho Nga, nói trời ơi chị Nga ơi, xem thấy giấc này thấy cô Kim Ngân vẫn còn lang thang ngoài bonsa, giấc này là 9 giờ rồi mà sao cổ chưa có về. Ồ, là mình biết ngay Kim Ngân đang giận Thúy Nga nha mọi người, đang giận Thúy Nga và chờ Thúy Nga đón về. Mặc dù hồi chiều xua đuổi má hai nhưng mà vẫn là có một cảm xúc chờ má hai nha. Lúc đó Nga không năn nỉ được là tại vì Nga phải chạy đi tập kịch. Thế là Kim Ngân cứ nghĩ là bình thường má hai sẽ xuống nên dỗ ngọt I love you, em sorry các kiểu để cho Kim Ngân lên xe. Nhưng mà kỳ này Kim Ngân thấy bất ngờ quá, má hai thấy Kim Ngân xua đuổi má hai đi liền nên Kim Ngân cũng hơi sốc chứ. Má hai chơi sốc quá mà má hai đi luôn, má hai không thèm quay lại hết. Rồi má hai đi tập kịch chập 9 giờ tối, Kim Ngân vẫn ở ngoài đường, là Nga biết Kim Ngân vẫn còn cái cảm giác chờ Nga ra đón nha mọi người. Rất là hay cái tình tiết này, Nga phải công nhận là Nga không có điện thoại để Nga quay, rất là hay luôn. Một cái là lúc Nga ra ngoài bonsa, Nga lật đật, Nga nói là Tâm ơi chắc Nga không tập được, Nga chạy ra Nga gặp Kim Ngân. Nga lại Nga rất là nhẹ nhàng, Kim Ngân sao chưa về nhà. Xong Kim Ngân quay lại, ủa Mai đi đâu vậy, giấc này khuya rồi còn đi đâu vậy. Nói trời ơi Mai đi lo cho Kim Ngân nè, Kim Ngân không về phòng sao má hai dám về nhà được. Kim Ngân xìu xuống rất là nhẹ nhàng ha. Mình hỏi Kim Ngân ăn gì chưa, Kim Ngân im lặng là mình biết chưa ăn luôn, vẫn còn đang hờn mình và không ăn nha mọi người. Thế là nghe Kim Ngân chạy ra ngoài ngồi ăn ngoài Hiền Thanh, ăn về. Rồi một cái này nữa là tình huống này, nghe thấy Kim Ngân rất là càng ngày càng tinh tế và rất là tỉnh táo nha. Thì Tuấn nó qua thì Nga mới gửi gắm, Nga nói Tuấn ơi bây giờ cô phải đi show 4 ngày, con take care má Ngân giùm cho cô nha, buổi chiều con ra con đón má Ngân, đưa má Ngân đi ăn, rồi cuối tuần con đưa con với Yến với lại với má Quyền á, đưa Kim Ngân đi chơi giùm cho cô nha. Xong là Tuấn hỏi là gì, má có thích không. Kim Ngân gật đầu, Kim Ngân nói ok, kiểu giống như là đồng ý. Rồi sau đó rồi nghe mới nói thôi Tuấn gì thôi cô cảm ơn con về phòng đi để mà cô nói chuyện Kim Ngân. Thì Nga biết là Kim Ngân hay ngại cái chuyện mà đưa tiền nong trước mặt mọi người lắm, thì Nga mới nói là Kim Ngân ơi, má hai trước khi đi nè, má hai sẽ đưa cho Kim Ngân ít tiền tiêu xài, Kim Ngân có lấy không. Kim Ngân nói con thôi má hai
đừng có đưa cho Kim Ngân, má hai đưa cho Tuấn đi. Nếu con cần thì con hỏi Tuấn. Là Kim Ngân tinh ý cái chỗ này là mọi người là biết Nga gửi Tuấn, Tuấn sẽ đưa Kim Ngân đi ăn, có nghĩa là tốn tiền, nên là Kim Ngân bắt Nga là phải đưa tiền cho Tuấn để có gì mà có chi tiêu cái gì á thì là Tuấn nó sẽ trả mà Kim Ngân không có ngại đó. Cái này là tình huống này là thấy Kim Ngân xử lý rất là hay. Và Kim Ngân á, lúc đó Kim Ngân còn đứng dậy đi qua phòng của Tuấn và nói là đó má hai có gửi tiền cho Tuấn đó nha, nhưng mà cũng gọi là cha nữa đó, có gì để cho để Tuấn lo cho má đó. Cái đó là cái tình huống Nga thấy là Kim Ngân xử lý rất là thông minh, nhẹ nhàng mà tinh tế ha. Rồi Nga đi về nhà rồng rất là nhẹ nhõm, mà thấy Kim Ngân không giận hờn, nhưng mà Nga biết cái cảm xúc là Kim Ngân vẫn đứng ngoài bonsa chờ Nga. Cái cảm xúc của Kim Ngân là muốn cái cảm giác là được Nga chạy ra đón về đó. Đó là một cái tình huống mà cảm thấy là chị Kim Ngân chị rất là thương mình, chị lúc nào chị mong chờ một cái gì đó giống như là mình không có bỏ rơi chị với mọi người. Là Nga nói là má hai đi mấy ngày thôi, Kim Ngân đừng có buồn nha, có Tuấn với Yến với là chị Quyền lo cho Kim Ngân nè. Kim Ngân đừng buồn, Kim Ngân gật đầu cười. Những cái tình huống này thì Nga cảm giác là Kim Ngân một ngày càng mở lòng ra, và Nga cũng hy vọng là khi Nga đi show mấy ngày thì trở về thì Kim Ngân sẽ chấp nhận để mà đi khám bệnh ha, để mà lo cho Kim Ngân cho nó làm sao đó, một ngày được cô tỉnh táo rồi cô sẽ trở về với gia đình với lại giờ mẹ cổ hay là con cái hay là anh em gì đó. Rất mong cái ngày đó nó gần đến rồi mọi người ơi. Nga hy vọng dữ lắm, hy vọng và kỳ vọng như cái chuyện là Kim Ngân sẽ trở lại bình thường, sau đó Kim Ngân sẽ có nhà, có chỗ ở đàng hoàng, ổn định, và lúc đó thì Thúy Nga cũng có thể thoải mái, muốn làm gì làm, muốn về lại Việt Nam thì mình cũng nhẹ nhõm. Nay cái cảm xúc của mình rất là vui khi thấy là chị Kim Ngân càng ngày chị thả lỏng cái tâm trạng của chị á. Chị không có kiểu mà chị bức bối như ngày xưa nữa. Ngày xưa mà lần đầu mà như vậy là chị sẽ quậu, nhưng mà càng ngày chị càng thả lỏng cái tư tưởng và cái tâm trí và cái cá tính của mình xuống á. Đâm nó rất là dễ chịu, mình cảm thấy mình cũng bớt lo âu hơn nữa. Rồi hôm nay là Nga chia sẻ ngắn để cho mọi người hiểu, tại vì cái điện thoại bây giờ cũng còn có 1% pin à, không có kịp. Bây giờ là Nga tạm biệt mọi người ha. Cảm ơn cả nhà đã xem cái video này của Thúy Nga.